Longship, ứng dụng giao hàng thương mại điện tử trong 1 giờ, hoàn tất mọi đơn hàng chỉ trong 1 giờ. Là app giao đồ ăn duy nhất của Việt Nam, đặt món nào cũng free ship. Không chỉ có vậy, Longship còn có đặt xe, đi chợ, giao hàng và nhiều dịch vụ giao vận khác. Tải ngay app Longship tại App Store hoặc Google Play để đặt hàng ngay hôm nay. Link tải app ngay dưới mô tả video này. Chào mừng các bạn đến với bản tin kinh doanh ngày 10 tháng 9 năm 2021. Trước khi đến với nội dung chính trong bản tin ngày hôm nay, đừng quên bấm đăng ký để cập nhật những thông tin nóng hổi mỗi ngày tại Độc Đáo TV. Sau đây là những tin chính sẽ có trong bản tin ngày hôm nay. Quốc hội Ukraine thông qua luật hợp pháp hóa Bitcoin. Mua ô tô tặng hẳn một chiếc xe Kia Morning 2021, màn xả hàng chưa từng có tại Việt Nam. Vinamilk là đại diện Đông Nam Á duy nhất lọt top 10 thương hiệu sữa giá trị nhất thế giới năm 2021. Loạt công nghệ an toàn sắp có trên VinFast VF E34. Công ty AI Trung Quốc khởi kiện, yêu cầu Apple ngừng bán iPhone. iPhone 13 có thể bị cấm ở 14 quốc gia. Và sau đây sẽ là thông tin chi tiết. Quốc hội Ukraine thông qua luật hợp pháp hóa Bitcoin. Trong cuộc bỏ phiếu vừa diễn ra, Quốc hội Ukraine đã thông qua luật hợp pháp hóa và quản lý tiền số với số phiếu tán thành gần như tuyệt đối. Dự luật này được khởi động năm 2020 và chỉ chờ Tổng thống Volodymyr Zelensky ký để thành luật. Trước đó, tiền số tồn tại ở Ukraine trong một vùng xám. Theo đó, người dân Ukraine được phép mua bán, trao đổi tiền số. Tuy nhiên, các công ty và sàn giao dịch tiền số sẽ bị các cơ quan thực thi pháp luật của chính phủ giám sát chặt chẽ. Kyivpost cho biết, nhà chức trách nước này từng có cái nhìn không thiện cảm với tiền số, coi chúng là lừa đảo. Các doanh nghiệp liên quan đến tiền số thường xuyên bị kiểm tra và tịch thu các thiết bị đắt tiền nếu có bằng chứng liên quan đến tiền số. Trong vài tuần gần đây, tiền số liên tiếp được các quốc gia luật hóa. El Salvador trở thành quốc gia đầu tiên cho phép sử dụng Bitcoin như một loại tiền tệ. Mua ô tô tặng hẳn một chiếc xe Kia Morning 2021, màn xả hàng chưa từng có tại Việt Nam. Lần đầu tiên, thị trường ô tô Việt xuất hiện những màn xả hàng mua một xe tặng một chiếc Kia Morning. Kia Kauris đang được các đại lý mạnh tay giảm giá đến hơn 500 triệu đồng để xả hàng tồn. Bên cạnh giảm giá, một số đại lý còn linh động áp dụng chính sách mua một tặng một khi quy đổi từ 500 triệu đồng thành một chiếc Kia Morning 2021 khi khách hàng mua chiếc xe Kauris. Tuy nhiên, những chiếc xe Kia Kauris thuộc diện giảm giá lần này đều là xe tồn kho từ năm 2017 đến nay. Trước đó, mẫu xe này khó tiếp cận khách hàng vì có giá bán khá cao lên đến 2,708 tỷ đồng. Vinamilk là đại diện Đông Nam Á duy nhất lọt top 10 thương hiệu sữa giá trị nhất thế giới năm 2021. Brand Finance, nhà tư vấn định giá thương hiệu hàng đầu thế giới vừa công bố danh sách top 10 thương hiệu giá trị và mạnh nhất trong ngành thực phẩm và đồ uống năm 2021. Đông Nam Á có duy nhất Vinamilk nằm trong danh sách này với vị trí số 8. Theo công bố, thương hiệu Vinamilk được định giá 2,383 tỷ USD, tăng 12% so với năm 2020. Ngoài ra, Vinamilk cũng là một trong 3 thương hiệu tiềm năng nhất ngành sữa thế giới. Bên cạnh thứ hạng cao ở ngành sữa, trong ngành thực phẩm, Vinamilk cũng phủ sóng 2 bảng xếp hạng, top 5 thương hiệu thực phẩm mạnh nhất toàn cầu và top 30 của 100 thương hiệu thực phẩm giá trị nhất toàn cầu, vị trí thứ 27, tăng mạnh 9 bậc so với năm 2020. Loạt công nghệ an toàn sắp có trên VinFast VF E34. Mới đây, VinFast chia sẻ thêm thông tin về những công nghệ an toàn sẽ được hãng trang bị trên VF E34 mẫu SUV hạng C có giá niêm yết 690 triệu đồng. Cụ thể, nhóm công nghệ an toàn nâng cao trên mẫu ô tô điện đầu tiên của VinFast có các tính năng cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, cảnh báo khả năng va chạm với phương tiện khác khi mở cửa, cảnh báo lệch làn đường, cảnh báo điểm mù và đèn chiếu sáng tự động. Đây là nhóm các tính năng thường có trên các dòng xe cao cấp. Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi được hoạt động dựa trên các cảm biến gắn phía sau xe. Khi xe đang lùi, nếu cảm biến phát hiện có phương tiện phía sau, sẽ đưa ra các tín hiệu bằng âm thanh, hình ảnh, hỗ trợ người lái phát hiện tình huống và sớm đưa ra phản xạ. So với cảm biến lùi thông thường, trang bị này hoạt động linh hoạt và hiệu quả hơn, phát hiện cả chướng ngại vật đứng yên và các vật thể di động. Tương tự, tính năng cảnh báo va chạm khi mở cửa hoạt động trên cả 4 cánh cửa xe. Hệ thống này khi phát hiện ra nguy cơ va chạm từ xung quanh khi mở cửa sẽ ra tín hiệu âm thanh và hình ảnh cảnh báo người ngồi bên trong xe. Đây là tính năng an toàn độc đáo, không có trên nhiều mẫu xe tại Việt Nam. Với tính năng cảnh báo lệch làn đường, hệ thống cảm biến và camera sẽ liên tục quan sát vạch kẻ đường trong quá trình di chuyển, phát hiện tình huống xe rời khỏi làn mà tín hiệu báo rẽ không được bật lên. Từ đó, hệ thống sẽ tự động đưa ra cảnh báo bằng âm thanh hoặc cảm biến rung tới người lái.
Tính năng cảnh báo điểm mù sẽ giúp người lái nhận diện được chướng ngại vật khuất tầm nhìn, giảm thiểu nguy cơ xảy ra va chạm không mong muốn. Đèn chiếu sáng tự động chỉnh luồng sáng sẽ giúp người lái tối ưu tầm nhìn, không làm chói mắt phương tiện ngược chiều. Ngoài các tính năng nói trên, VinFast VF E34 được trang bị đầy đủ các tính năng an toàn cơ bản như ABS, EBD, BA, cân bằng điện tử ESC, kiểm soát lực kéo TCS, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA và 6 túi khí. Các tính năng bổ trợ khác có cảnh báo áp suất lốp và gọi cứu hộ khẩn cấp ECO. Một chuyên gia trong ngành ô tô tại Hà Nội cho biết, việc trang bị hàng loạt tính năng an toàn cao cấp trên VF E34 là nỗ lực thể hiện cam kết cao về an toàn của VinFast. Ba mẫu ô tô đầu tiên của hãng này là Fadil, Lux A2.0 và Lux SA2.0 đều có chứng nhận an toàn ở mức 4 và 5 sao của Asian NCAP. VinFast cũng là hãng được nhận giải thưởng hãng xe có cam kết cao về an toàn tại sự kiện Asian NCAP Grand Prix Award 2020. Công ty AI Trung Quốc khởi kiện yêu cầu Apple ngừng bán iPhone. CLE Robot, tên đầy đủ là Shanghai Jigen Intelligent Network Technology, đã nộp đơn kiện lên Tòa án Nhân dân Thượng Hải tuần này với mong muốn Apple phải chấm dứt việc sản xuất, bán và xuất khẩu iPhone tích hợp trợ lý ảo Siri. Công ty này cho rằng một số công nghệ hiện tại có trên Siri vi phạm bằng sáng chế của mình. Apple nên dừng hành vi vi phạm, gỡ bỏ và ngừng kinh doanh các sản phẩm liên quan, Yuan Hui, CEO CLE Robot, viết trên WeChat. Apple đang không tôn trọng tài sản trí tuệ của chúng tôi. Đơn kiện được công bố trong bối cảnh Apple vừa gửi thư mời báo chí về lễ ra mắt sản phẩm mới trong tuần tới. Các chuyên gia dự đoán nhiều khả năng Apple sẽ giới thiệu loạt sản phẩm iPhone 13 và Watch Series 7. Tranh chấp về sáng chế trên Siri giữa CLE Robot và Apple đã kéo dài từ năm 2012. CLE Robot cho biết đã đăng ký bằng sáng chế về hệ thống robot có thể hoàn thành các cuộc trò chuyện bằng ngôn ngữ tự nhiên năm 2004 và được cấp bằng sáng chế năm 2009. Trong khi đó, Apple lần đầu tích hợp Siri trên iPhone 4S năm 2011. Theo CLE Robot, Apple đã đưa ra các tính năng có trong sáng chế của họ lên iPhone mà không xin phép cũng như không trả phí bản quyền. Công ty có trụ sở tại Thượng Hải cũng đòi bồi thường thiệt hại 10 tỷ nhân dân tệ, khoảng 1,5 tỷ USD. Vụ kiện đã nhiều lần được xử nhưng chưa có kết quả cuối cùng. iPhone 13 có thể bị cấm ở 14 quốc gia. Cuối tháng 8, nguồn tin từ nhà phân tích Ming Chi Kuo cho biết iPhone 13 sẽ được trang bị khả năng kết nối với vệ tinh trái đất ở tầm thấp. Điều này cho phép người dùng có thể thực hiện cuộc gọi hoặc nhắn tin ngay cả khi ở trong khu vực không có sóng di động. Tuy nhiên, các báo cáo mới nhất từ Bloomberg cho biết tính năng này sẽ chỉ được trang bị tại một số thị trường nhất định. Điện thoại di động sử dụng kết nối vệ tinh hiện bị cấm tại 14 quốc gia, bao gồm Bangladesh, Myanmar, Trung Quốc, Cuba, Ethiopia, Ấn Độ, Chad, Nicaragua, Triều Tiên, Nga, Sri Lanka, Sudan, Turkmenistan và Nam Sudan. Một số quốc gia cho rằng điện thoại có khả năng kết nối vệ tinh sẽ trở nên nguy hiểm nếu rơi vào tay kẻ xấu. Hơn thế nữa, iPhone là một thiết bị mà người dùng ở rất nhiều quốc gia có thể dễ dàng tiếp cận. Năm 2013, quân đội ở Nigeria đã tuyên bố cấm điện thoại vệ tinh và phải đóng tất cả các mạng liên lạc ở bang Borno, miền Bắc nước này, do các cuộc tấn công khủng bố trong khu vực. Một trường hợp khác vào năm 2014, cảnh sát Ấn Độ thậm chí đã thu giữ điện thoại vệ tinh của 4 quan chức Đức khi những người này không khai báo các thiết bị mà họ sử dụng khi đến đây. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin nóng kinh doanh ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký và bấm chuông thông báo để đón xem thêm những bản tin kinh doanh khác. Xin chào và hẹn gặp lại. Quảng cáo tiếp cận hàng triệu khách hàng mục tiêu tại Độc Đáo TV. Liên hệ ngay dinhastudio@gmail.com, số điện thoại 0964002593.